xin chào chị đầu tư chúng ta trở lại với kênh nhà quay channel hôm nay phiên giao dịch thứ ba ngày 27 tết một phiên giao dịch nói chung là thị trường chúng ta tăng nhẹ đóng cửa được 1188 số cũng khá là đẹp và nó không có giảm lại quá nhiều tuy nhiên ở bên trong các cái cổ phiếu mà anh chị đầu tư chúng ta đầu tư ở đây anh chị đều thấy như thế nào là hôm nay chỉ có con DGC con FRT hay là con BVD Dabaco là nó tăng thật sự vâng Tức là anh chị mua từ buổi sáng Thì tới trưa anh chị vẫn coi lời Thậm chí anh chị lời hơn Ví dụ như con DGC chẳng hạn là chị mua xong Trưa anh chị lời tiếp phải không Chiều nó tiếp tục lên anh chị lời được 2-3% Nếu hôm nay anh chị đi mua con DGC Còn lại tất cả các cổ phiếu khác hôm nay nếu anh chị nhà tư chúng ta giải ngân, chúng ta đua lệnh vào thì chúng ta điều lộ, đúng không? Chúng ta điều lộ, đặc biệt là các cổ phiếu chứng khoán, các cổ phiếu bất động sản. Nhất là những con bất động sản sau khi hôm qua có cái thông tin về quyền mua, con phát đạt được công bố và đã hôm qua. Thì sao? Thì sáng hôm nay đua lệnh và đua xong thì chiều về hâm chiếu gần hết phải không về hâm chiếu gần hết và thậm chí là đỏ luôn phải không đỏ luôn thì với những cái trạng thái này thì chúng ta chỉ còn một phiên giao dịch cuối nữa là mình nghỉ tết rồi là ngày mai 28 tết giao dịch xong là chúng ta sẽ nghỉ tết nghỉ cho tới tuần sau lần là, là 15 tháng 2 thì chúng ta mới giao dịch lại thì với cái trạng thái này chúng ta nên lựa chọn cầm hàng hay không và xu thế điểm nhìn VSA như thế nào để ngày mai phiên giao dịch cuối cùng chúng ta thực hiện những cái thao tác cuối, sau đó là gì? Kết thúc và ăn Tết nha. À, thì trong cái bản tin tối hôm nay, Quang sẽ đưa đến đưa với anh chị những cái góc nhìn của mình về những cái vấn đề này. Thì anh chị mình có thể tự quyết định là có giữ hay không. Nếu anh chị cần hỗ trợ và tư vấn thêm cứ liên hệ trực tiếp với trợ lý nhà hảo của Quang. Theo phương pháp là phân tích cổ phiếu VSA, phân tích cung cầu, phân tích tâm lý hành vi nhà đầu tư để chúng ta đưa ra những cái góc nhìn, đưa ra những cái quyết định đầu tư nó hiệu quả nhất và nó hợp lý nhất trong từng cái giai đoạn của thị trường. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung hôm nay. Đầu tiên đó là bối cảnh thị trường, thứ hai phân tích tâm lý hành động, thứ ba lựa chọn cầm hàng, theo dòng tiền, thứ tư là phân tích cổ phiếu danh mục. Đó là bốn nội dung hôm nay. Rồi thì để bắt đầu đó là chúng ta sẽ bối cảnh thị trường thì giống như qua vừa nói vào trong thị trường hồi nãy đó đó là gì đó là chị đua lệnh là chị lột đó anh chị đua lệnh và anh chị kỳ vọng nhiều là anh chị sẽ hất vọng rất nhiều hôm nay trong cái bản tin sáng mà quan gửi cho những anh chị khách hàng mình đọc ở trên đây nè bản tin sáng nè chị thấy không bản tin sáng ở đây vào lúc là bao nhiêu vào lúc là đây và sẽ bấm anh chị phần thông tin nha và lúc là ở đây là khoảng là 7 giờ 51 thì qua có nói rất rõ là gì không hưng phấn kỳ vọng quá mức À, đúng là tương lai 1.200, 1.250, 1.300 à, thì đó diễn ra là bình thường nhưng mà sao luôn luôn hãy bình tĩnh là gì tỉnh táo từ từ thì nó cũng đi lên phải không tránh chúng ta kỳ vọng nhiều chúng ta hất vọng nhiều chúng ta không có hàng trong những phiên điều chỉnh vừa qua tức là nó chỉnh chúng ta không mua hôm nay chúng ta nhất quyết chúng ta phải chạy chúng ta đi mua thì anh chị thấy như thế nào là anh chị kỳ vọng quá mức là hôm nay chị có phải chị hụt hận nhiều không trừ cái nhóm ngân hàng thì qua đánh giá anh chị không có nhiều hàng đâu phải không ví dụ như bên quang thì quang view cho anh chị là cầm ngân hàng đi thì chị giữ rất là nhiều ok nhưng mà những anh chị khác thì qua đánh giá vẫn có nhiều anh chị không tin vào ngân hàng thì chị vẫn kỳ vọng vào những ngành khác thì hôm nay anh chị thấy có hụt hận không qua ví dụ đơn cử đó trường hợp con hoa sen hôm nay hoa sen cổ phiếu hoa sen đi không anh chị có phải là hôm nay con hoa sen tăng có lúc là một phẩy năm phần trăm trong phiên không mà kết quả nó đóng cửa hàm chiều đúng không hay cổ phiếu kế tiếp là con đi trong phiên nó cũng có lúc nó tăng tới bao nhiêu qua đánh qua nhất không nhầm là gần hai phần trăm mà cuối giờ nó cũng ham chiếu và thậm chí có nhiều lúc nó giá đỏ luôn nha nhiều lúc giá đỏ luôn cổ phiếu vnd một cổ phiếu được kỳ vọng rất cao hôm qua vừa tăng lên có dòng tiền mớm nhẹ hôm nay nghĩ nó sẽ tăng hôm nay có lúc nó tăng hai phần trăm cuối phiên âm đúng không năm phần trăm đó hay là con gì hay là con novaland nó vẫn liều nó vẫn lên hay nó vẫn lì thì rõ ràng hôm nay đáng lẽ con novaland phải vượt được 17.5 là bắt đầu red out qua nền kéo tiếp phải uh, không siêu phẩm Kết quả thì siêu phẩm ở đâu không thấy kết quả của giờ bạn quả trời bản luôn còn có 1,5% chẳng hạn. Tức là kỳ vọng rất rất là lớn vào cái bối cảnh thị trường hiện tại, tức là những phiên trước nó đã rủ anh chị ra. Anh chị đang đứng ngoài, anh chị thấy nó lên lại an toàn rồi nhảy vô mua đua 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 lại. Kết quả là sao? Kết quả còn có một hai con tăng được đó là DGC chẳng hạn, FRT chẳng hạn, Dabaco chẳng hạn, còn vài con thôi và những con này qua đánh giá rất ít người giữ, phải không? Rất ít người dự đa phần anh chị sẽ mua những con kia và những con kia là những con không tăng với cái hành khoản gì anh khỏe đánh giá là rất thấp và cái yếu tố thanh khoản này mới là cái yếu tố anh nói với anh chị về cái điểm nhìn vsa này xu thế này đó là vì cái thanh khoản này nó hấp này nào nên hôm nay anh chị mua nó mới xịt ra hôm nay anh chị lựa chọn mua sớm anh chị mới xịt ra vì quan có nói với khách hàng qua buổi sáng á là gì là khi mà thị trường này nó vừa mở ra bản thân bên mình đang cầm coi đến ai nè mình cũng thấy luôn đó là nó vừa mở ra nó kéo mạnh lên mà nó không hề có thanh khoản luôn tức là người ta có bỏ tiền bao nhiêu đâu mà anh chị đua quá trời trong đây tức là anh chị đua không thanh khoản thì chiều kiểu gì nó trả về hăm chiếu chiều nó kiểu gì trả đạp đó đó là vì cái yếu tố thanh khoản nó hấp ở đây một phần có thể là do tết một phần là gì một phần thật sự nó cũng đâu có tăng đâu chỉ là chúng ta gì chúng ta đang gì tăng theo ngân hàng và chị nói với anh chị nha chúng ta đang tăng theo ngân hàng tức là ngân hàng nó vẫn đang kéo bên đây ví dụ CTG bên mình đang giữ nè anh chị thấy không hôm nay lời bao nhiêu rồi anh chị mua qua đây hiện tại hôm nay chị lời bao nhiêu rồi anh chị lời được 900 rồi đúng không anh chị thấy nè xu thế nó vẫn tăng tiếp thì những cái con này nè mới là những con đi theo xu thế mới là những con đầu tiên dẫn đầu của thị trường và những con này mới là chủ đạo để khôi lời còn những con khác thì sao nó chỉ tăng theo để cho anh chị nhà tư chúng ta nắm giữ hàng để cho anh chị nhà tư chúng ta gì tiếp tục cầm hàng giùm nó trong lúc nó kéo những cái con này đó là cái bối cảnh thị trường của muốn nói với anh chị nha nói chung đây là một bối cảnh không tốt đẹp gì phải không nếu anh chị không có ngân hàng hoặc là không tốt đẹp gì nếu anh chị đua lệnh. Là không ừ, hiển nhiên rồi khi chúng ta đầu tư mà chúng ta để tâm lý ảnh hưởng chắc chắn sẽ có nguy hiểm nha. Yeah. rồi tiếp tục chúng ta sẽ nói tới là phân tích là tâm lý hành động không ừ, thì trước khi tới phần này thì đây luôn luôn sẽ là một phần quan trọng trong cái bản tin tối vì sao vì anh chị biết là phương pháp bên mình vsa là một phần ừ, những cái khác là một phần nhưng mà cái tâm lý luôn luôn là quan trọng nhất vì sao vì đầu tư mà không tính tới việc tâm lý là không bao giờ thành công ừ, anh chị có thấy là thị trường này của chúng ta rất nhiều anh chị có phải đồng ý với quan là anh chị chỉ cần đầu tư một thời gian thôi chị sẽ thấy thị trường mình nó rất là tâm lý không? nó đánh vào tâm lý rất là hay ví dụ những cái điểm nào ví dụ những điểm này ai cũng nghĩ tại 1130 nó sẽ đánh lên, đúng không? ai cũng nghĩ như vậy là nó sập, lên lại 1130 test lại, ai cũng nghĩ tại đây nó sẽ sập xuống, anh chị bán hết, bán xong nó tăng tiếp, đúng không? tức là luôn luôn nó sẽ đi ngược tâm lý nhà đầu tư, phải không? lên trên đây ai cũng tự tin đã đạp cho cái bậc Ừ, lên trên đây ai cũng nghĩ là nó sẽ lên tiếp do ba cây tăng mạnh thì nó sao nó lại chỉnh đó ừ, qua đây nó chỉnh thì sao anh chị nhà tư chúng ta cứ nghĩ là gì cứ nghĩ là chỉnh rồi thì nên bán đi để nó rơi xuống tôi mua tiếp ai dẹt cái nó lên tiếp anh chị hay có đúng không thì đó là cái yếu tố tâm lý cũng là cái phương pháp chủ đạo bên mình à, chủ đạo là chính đó thì đương nhiên nếu anh chị mà muốn đi theo phương pháp phân tích về tâm lý này với cái thị trường chứng khoán này thì chị có thể nhớ là gì liên hệ với trợ lý như học số điện thoại zalo này hy vọng qua tết chúng ta có thể được đồng hành với nhau đi theo cái phương pháp này à, một phương pháp nói chung là, là so với những phương pháp khác qua đánh giá là ít nhất chúng ta sẽ gì người khác lỗ 10 chúng ta một hàng trăm thôi người khác gì lời hai thì chúng ta cũng phải có 15 tới 17 luôn luôn ổn định như vậy nha rồi Ok chúng ta sẽ bắt đầu vào phần phân tích tâm lý thì tâm lý ở đây có phải là tâm lý hận trọng ngại ngày, ngày Tết không Ừ, cái việc này thì qua dẫn nói với anh chị là nhà tư chúng ta rất hận trọng và ngại cái ngày tết này thì qua chị nói với anh chị thật ra tết này chúng ta nghỉ có 5 ngày à, có năm phiên giao dịch thôi cái gì phải không Để đúng là năm phiên thôi chúng ta gì là một tuần đó thì một tuần nó dắt từ ngày này qua ngày kia thôi thật ra chúng ta đóng cái ngày này thì qua tới bữa sau nó chỉ mở ra nó giao dịch y như vậy thôi nó đâu có khác gì quá nhiều đâu việc mua bán qua đánh giá nó vẫn diễn ra bình thường thôi ừ, nó chỉ là ngắt cái khúc giữa thôi nó thành ra hận trọng và ngại ngày, ngày tết sau đó là gì sau đó một số việc chán nản nữa dẫn đến là chúng ta quá hận trọng ở đoạn này và khi chúng ta quá hận trọng đoạn này Quả đánh giá chưa chắc cá mập nó đã phân phối cho anh chị được đâu tại vì nếu nó phân phối cho anh chị là chỗ này nó phải đi tiếp rồi nhưng mà anh chị thấy khối lượng ở đây nó bé không vì các khối lượng ở đây nó bé nè nên nó cũng chứng tỏ một điều là gì khối lượng giao dịch theo VSA là gì là nơi dấu chân của cá mập đi ra đi vào thể hiện cái quan điểm và cái gì cái nhận thức của nó trong đây và cái gì cái định hướng của nó trong đây và nếu ở đây khối lượng nó luôn luôn bé như thế này thì cũng có thể khẳng định một điều là gì là nó chưa có bán cho anh chị vì sao vì nếu nó bán cho anh chị nó phải đẩy cái gì đẩy cái nhịp độ giao dịch cái nhịp độ vòng quay lên cao thì anh chị mình mới mua anh chị mình mới ok và anh chị không hận trọng anh chị vào anh chị ôm hàng hết thì lúc đó nó chỉnh thì chị mới là lên tàu full ví dụ anh chị nhìn ở những cái điểm này ở bên đây là cái vùng gì bùng nổ khối lượng anh chị thấy bùng nổ khối lượng rất lớn so với bên trước đây phải không là đây là cái vùng gì mà khi ở đó nó lên quá cao anh chị bắt đầu gì hưng phấn nhảy vào mà ông nè điều chỉnh thì nên mua nè điều chỉnh là nên mua nè là chúng ta chiến thắng đó là cái vùng bên đây là cái vùng gì là cái vùng là đánh vào tâm lý là hứng nhất rồi nè đó là sau đó nó sập xuống một lần sau đó tiếp tục lên đây là cái vụ gì là tổng thống mỹ phải không biden đò, qua bên việt nam ngay chỗ này nè anh chị không thì cũng là kích cầu cái việc gì tâm lý của chúng ta là không hận trọng nữa chúng ta tự tin với thị trường và dòng vay vòng quay dòng tiền ở bên đây nó cũng rất là mạnh không? thì lúc đó anh chị mới lên tàu được thì nó mới sập được đó thì cái đó là tâm lý của ông nói với anh chị còn hiện tại qua đánh giá tâm lý bên đây vẫn là gì vẫn là hận trọng ngại ngày, ngày tết và ngại cái tâm lý là cầm qua tết phải vì chúng ta luôn luôn nghĩ là gì chúng ta là người việt chúng ta là người phương đông thì khi mà chúng ta tới tết thì chúng ta nên gì thu quân vậy không Hư quân lại để qua tết khai sinh và chúng ta làm lại từ đầu nhưng mà chị có bao giờ nghĩ không nhờ như vậy ha nếu mà chúng ta bán như vậy thì chúng ta qua tết chúng ta phải đua cao nên thì việc cái việc mà ngại cầm qua tết đó đây là một điểm cái điểm thứ hai đó là gì chúng ta sợ những cái thông tin bất ngờ trong dịp tết à, những cái thông tin bất ngờ trong cái thời gian mà mình nghĩ đó đó mình không kiểm soát được nhưng quan thì qua trải qua là cũng là 4 năm cái Tết rồi, nha qua đánh giá những năm cái rồi. Thì qua đánh giá nha, trong cái dịp Tết đó thường không có cái diễn biến hành động nào cả. Thường thì anh chị nghĩ thì người khác cũng nghĩ thôi, phải không? Thì nó sẽ không có cái biến động nào quá quá lớn cả. Đa phần sau Tết nó là tăng tiếp chứ nó không có gãy. Có gãy thì nó cũng không gãy ngay, ví dụ như qua Tết nó tăng lên khúc thì nó có gãy thì nó sẽ gãy sau cái khúc đó khoảng một tuần hoặc là nửa tuần gì đó thì nó cũng sẽ tăng tiếp. Rồi nó mới gãy vì nó hút cái dòng tiền gì chờ ở bên ngoài chào ờ, chờ qua tết á xong việc qua tết thì đi mua lại thì đi mua lại nó mới sụp đó là cầm qua qua tết nha rồi tiếp tục là sự cân nhắc được mất theo dòng tiền thì cái tâm lý ở đây là gì khi anh chị thấy những cái con khác tăng đúng không? những cái con khác tăng thì chị bắt đầu đi mua những cái con bên dưới bên dưới bên dưới nhưng anh chị lưu ý nha ở đây qua chị nói với anh chị là cái tâm lý ở đây á chúng ta làm vậy chúng ta sai à, chúng ta làm vậy chúng ta sai tức là gì tức là ở trong cái việc mà cân nhắc là đi theo dòng tiền thì chị nên cân nhắc những cái con có dòng tiền lớn và nếu nó đã vào được thì có thể chấp nhận mua cao một tí ví dụ trường hợp con HAH và con CTD là trường hợp so le nhau để chị đây là qua sẽ mở đây là trường hợp HAH nha đây là trường hợp con CTD nè anh chị thấy cũng từ tự phải không thì mình sẽ mở cái sheet so sánh và nidex lên cho chị coi đây là cổ phiếu CTD thì đây sẽ là cổ phiếu gì HAH HAH đây HAH nè. anh chị thấy nó sẽ có cái điểm tương đồng đó là gì HAH thì điểm tương đồng đây là một nhịp gãy mạnh xuống không? rủ ra sau đó bất ngờ đánh nó mạnh lên thì đây có phải là điểm mua không? đây có phải là điểm mua khi cái điểm nó red qua được cái chân dòng tiền red lên được cái nền thì anh chị mua ở đây thì tương tự ctd bây giờ trên đây cũng đang rủ phải không thì đương nhiên lúc rủ anh chị có nên bán không quay vẫn nói với anh chị là bán tức là bên đây nè khi nó rủ xuống anh chị phải hot hàng phải không và anh chị phải hót ra hót ra để chi để lỡ nó gãy luôn thì mình mình, mình gì mình không có lỗ nặng đó rồi bên đây cũng tương tự là phải bán ở đây phải không bán xong nó lên lại thì đây có phải là nơi dòng tiền trở lại không anh chị coi lại con ha đi đây có phải là nơi dòng tiền nó trở lại với khối lượng lớn và không thì chúng ta sẽ đi theo cái dòng tiền này đi qua tết luôn thì nó sẽ an toàn hơn phải không? nó sẽ an toàn hơn và cái xác suất anh chị được cái lợi nhuận lớn nó sẽ cao hơn phải không? tương tự những trường hợp CTG nè anh chị thấy nè đây có phân tích cho anh chị dòng tiền con này hoài mà đây chị thấy tiền vào lớn không tiền vào lớn không tiền vào rất lớn luôn phải không sau đó bùng nổ đi lên trên đây nó có bán được cây nào không chỉ đi nhất có một cây này là bán lớn thôi mà chắc gì nhỏ lẻ bán đúng không hay là gì hay là cá mập kích thích anh chị bởi cây con SHB chốt lời đó ừ, anh chị mình chốt lời đó thì nó có bán cái nào lớn không không bán cái nào lớn thì heo dòng tiền ở đây nó không hót ra thì nó sẽ làm gì nó sẽ kéo tiếp chứ sao tức là anh chị chốt lời xong anh chị hót hết thì nó kéo tiếp nè anh chị thấy không thì chúng ta hãy ưu tiên đi theo những cái con này đúng anh chị sẽ mua cao nhưng anh chị được cái gì được cái xu thế là nó sẽ tăng tiếp không ừ, không và chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ phải đánh qua cái mức tâm lý ở đây đó là việc là chúng ta hận trọng và chúng ta sợ À, chúng ta hận trọng và chúng ta sợ thì chúng ta mới được cái mức lợi nhận tốt và chúng ta cái cổ phiếu chúng ta nó mới lên ok à, nó mới lên ok và nó chạy thanh thoát hơn ngược lại nếu mà mất thì chúng ta sẽ bị lỗ nhẹ vì sao vì chúng ta mua đúng định à, ví dụ chỗ này mà sập xuống đây có phải anh chị sẽ lỗ nhẹ không còn đỡ hơn việc anh chị ví dụ anh chị đi mua cổ đất xanh ví dụ anh chị chọn trường hợp đất xanh đi có phải anh chị chán chết chưa chặn gỡ ra chặn ghê không chán quá trời chặn và nó dẫn bào xuống và bây giờ anh chị nghĩ nó có lên được không và cũng không biết luôn nói thiệt với anh chị anh chị hỏi qua con này có lên được không anh chị thấy bao nhiêu cơ hội nó không lên được rồi hôm nay có phải bất động sản nổ tiếp không không lên à, hôm nay bắt đầu động sản nổ xịt mà nhưng mà hôm trước phát đạt nổ nó lên không không lên tiếp tục hôm trước novaland nổ nó lên không không lên không lên luôn đâu khúc ngay đây có con nam long nổ nữa hay gì khúc đây nè nó cũng không lên luôn thì anh chị nghĩ nó có lên được không có hay là trường hợp anh chị đã thấy trả giá rồi đó là trường hợp SHH. hôm nay 17.5 nè trong cái nền giá này có phải qua đã cảnh báo với anh chị rất nhiều lần không con này đã có rất nhiều lần nó có thể bùng nổ đi lên được ví dụ những chỗ này là đây là file Supreme, phải không? thì đáng lẽ qua đây nó phải tăng thì qua đây nó không tăng được cây này tích lũy vài phiên phải tăng cũng không tăng được mấy bữa nay cũng có nổ cũng không lên được mấy bữa trước cũng có nổ cũng không lên được thì bây giờ nó rơi lái chiên bình thường không? thì chúng ta phải lựa chọn lựa chọn cái tâm lý ở đây là chúng ta phải đánh đổi cái gì sự quyết đoán chúng ta phải quyết đoán rút lui khỏi những cái con gì cái con kẹt hoài không tan mất thời gian và lỗ nhẹ à, mất cái công sức ở đây chúng ta rút lui ra vượt qua cái đào cản cấp lý và chúng ta cân nhắc được mất chúng ta đi chọn những cái con có dòng tiền lớn tham gia đó là cái phần phân tích của quan về phần hành động ở đây hy vọng nó có thể giúp ích cho anh chị vì ở đây thì cái này quan vẫn luôn luôn nói với anh chị hàng ngày trong những cái bản tin tối rồi hàng ngày trong những buổi livestream rồi vì sao vì cái này mới là cái quyết định tại vì anh chị thấy thị trường bây giờ nó lên á nó có lên hết đâu đâu có đâu anh chị thấy thị trường nó vẫn tăng nè Bây giờ là 1188 rồi đó, 1188 ở đây là bao nhiêu Ở đây là 1082 Từ 1082 mà nó tăng liên tục cho tới bây giờ là 1088 Mà nó tăng được 110 điểm rồi đó, 110 điểm rồi Mà anh chị nghĩ là trong giai đoạn này anh Nếu anh chị cầm sai chị vẫn lỗ bình thường Lỗ ít lỗ nhiều thôi Ví dụ lỗ ít thì không nói gì Nhưng mà nếu cầm sai vẫn lỗ nhiều Quả là mất thời gian phải không Nhưng nếu anh chị cầm đúng thì thật ra anh chị vẫn có lợi nhuận Ok 3-400 không nhiều 5-600 không nhiều 10-100 cũng ok không nhưng ít nhất anh chị dẫn lời và nó sẽ cho cái tâm lý chúng ta thoải mái hơn à, lưu ý nha rồi đó là phân tích tâm lý tiếp tục chúng ta sẽ nói là lựa chọn cầm hàng theo dòng tiền nguyên nhân cầm hàng thì nãy giờ có phân tích với anh chị ở trên cái ý là về cái gì rồi về cái vấn đề là là vấn đề đây nè tâm lý hận trọng ngại ngày tết rồi cầm quá tết đó thì đó là cái phần này nó hai cái phần này nó liên thông với nhau nha tiếp tục là gì sự nghi ngờ hoài nghi đúng không thì anh chị có nghi ngờ không anh chị có hoài nghi không mấy bữa nay nè rõ ràng rất là nghi ngờ rất là hoài nghi không? trên thị trường trên cái vùng cao này nè mà không ai hưng phấn bấy nhiêu thật ra hôm nay mới hưng phấn nè chứ thật ra mấy phiên trước có hưng phấn đông nhất là cái cây này là cái cây qua nó bên chị điều chỉnh là để gì để mua đi đúng không nó rủ xuống là để mua đi ngân hàng chúng ta ngồi đó, chúng ta chờ nó chỉnh thì nó chỉnh xuống là để mua đi chứ đâu phải để bán đúng không thì những cái phiên trước nó đã tạo cho anh chị thành công sự hoài nghi sự nghi ngờ một nhịp điều chỉnh đã dự báo trước đúng không? và đã dự báo trước thì chúng ta hoài nghi nghi ngờ chúng ta bán hết bán hết xong thì nó lên tiếp bình thường đó thì đó đó là cái điểm cầm hàng quá tết phải cầm và cái yếu tố là gì theo dòng tiền VSA thì đó là quả vừa giải thích với chị trường hợp con HH nè đúng không? trường hợp con CTG nè trường hợp nghịch lý của con đất xanh nè con ít nè đó, không? tiếp tục chúng ta sẽ nói thêm một cái yếu tố nữa ở cái phần này mà mình chưa giải thích đó là yếu tố tận dụng trong đa tăng tận dụng ở đây là gì? Đó là anh chị tận dụng tối đa hóa những cái khoảng khắc anh chị có thể đầu tư được trong một cái đà tăng. Trong à, trong cái đà tăng vì sao? Vì thị trường chúng ta nói nói chúng ta gì? Chúng ta là nhà đầu tư ở đây. Chúng ta chỉ có thể ăn được khi nó tăng. Đúng chính xác không? Chúng ta chỉ có thể ăn được trong khi nó tăng. Cổ phiếu anh chị tăng, anh chị mới có lời được thôi. Còn chiều giảm anh chị có lời được không? Không, không một đồng nào. Đúng không? Đó là giai đoạn này. Thì chị phải cố gắng gì? Ăn thật nhiều trong những cái giai đoạn nó tăng ở đây thì anh chị qua cái giai đoạn sập này nè anh chị có thể hưởng những cái vận may bắt đáy chẳng hạn hoặc là gì hoặc là hôi không đầu tư thì anh chị mới bảo toàn và có lời được chứ nếu không trong cái giai đoạn này nè mà anh chị không chịu đầu tư đó anh chị không ăn được nhiều ở bên đây thì qua bên đây gần như anh chị phải trả giá bằng cả cái vốn gốc anh chị rất rất là nhiều Đúng. cái đó là cái điểm ông nói với anh chị ví dụ như những cái con gì ví dụ như anh chị mà trải nghiệm qua giai đoạn vừa rồi anh chị cũng biết mà giai đoạn bên đây nè có nhiều anh chị bảo là nó mới sập vài cây chị đã không còn đồng lời nào trong bốn năm tháng đầu tư đơn vì sao vì khúc trước anh chị không dám đầu tư mà hôm đây qua nói với chị là câu đất xanh đi chẳng hạn hai trường hợp nha đất xanh và VCI trong năm 2022 quan là người đã trải qua rồi qua biết nha đó là giai đoạn này nè giai đoạn đất xanh ở đây thì cái khúc gây đây nè là cái khúc qua báo anh chị khách hàng bên quan gom hàng đi nó đi đủ mạnh này thì nó sẽ có hồi lên phải không là đoạn này đã tăng được khoảng bao nhiêu trăm tăng được khoảng 35 nhưng đa phần nhà đầu tư chúng ta đều lựa chọn là không ăn chúng ta từ bỏ cái con ra đoạn tăng này vì sao vì chúng ta nghi ngờ nó sẽ rơi tiếp nữa tức là chúng ta đang có sự gì sự hoài nghi à, hoài nghi ngờ phải là nó lại tăng tiếp phải không thế là tăng anh chị có nghĩ là vừa rồi cổ phiếu CTG tăng không thì nó tăng đó ừ, đúng không tức là gì tức là chúng ta từ chối việc ăn vì chúng ta đang hoài nghi và nghi ngờ và tới lúc chúng ta thấy nó tăng rồi chúng ta thấy nó ngon chúng ta nhảy vào chúng ta mua thì chúng ta ăn nguyên một cục lộ đó là giai đoạn 2022 tương tự cổ phiếu kế tiếp là cổ phiếu VCI cũng y hệt vậy luôn cũng là cùng một cái vùng đó luôn tại vì nó mới vừa đánh vào tâm lý chúng ta gãy nè chị không à, thì đoạn đó qua cũng kêu anh chị mình mua đi thì lên đây ăn được cái đoạn này anh chị thấy không nhưng mà tới lúc đó không ai mua cả nó mua rất ít luôn tới chừng lên đây ai cũng hỏi mua vì sao vì lên đây nó mới đẹp nó mới thấy là gì sức mạnh của cổ phiếu vì sức mạnh nó đâu có show ra cho anh chị biết đâu mà nó gì nó tìm ẩn ở bên trong mà đó, nó tìm ẩn và tới lúc nó tăng thiệt thì sao không ai có hàng hết và bây giờ lên trên đây mới bắt đầu chờ chỉnh để mua và lúc chỉnh nó gãy luôn không? lúc chỉnh nó gãy luôn thì bây giờ chúng ta có phải giống giống như vậy không chúng ta ví dụ những cổ phiếu như CTG nè, City CTG coi như mới mua đi, vậy con MBB mua không cũng lâu rồi mà, Bộ bên mua từ dưới đây mà, đó mua từ dưới đây nè, đó chị thấy không? Thì bây giờ nó tốt ra đây thì có ai nghĩ nó tích lũy xấu xấu như thế này nè, hai đỉnh luôn nè chị thấy không? Mở tăng tiếp không? Đó à, mở tăng tiếp không? Thì nó dẫn tăng đó, vì sao? Vì dòng tiền nó đã vào trong đây rất rất là mạnh rồi. Thì chúng ta phải tối ưu hóa, chúng ta phải tận dụng được những cái nhịp này trong đà tăng để chúng ta có mức lợi nhuận và qua cái nhịp này sao? Nếu thị trường mình sập, mình mới có cái để mình cầm ra, ha? hoặc là mình có cái gì? để mình có lời trên thị trường chứ không phải bây giờ mình lựa chọn mình không ăn Ờ, mình lựa chọn mình không ăn mình lựa chọn mình từ bỏ nó và tới một lúc nào đó nó sập thiệt á thì lúc đó mình đã không có lời mà mình còn bị lộ thêm thì nó mới tiếc ờ, nó mới tiếc nha à, thì cái đó là quan điểm của quan về cái việc là nên cầm hàng qua tết để tận dụng những cái nhịp này tại vì bây giờ nếu anh chị từ bỏ những cái nhịp mà cầm hàng qua tết á ví dụ những cái nhịp mà anh chị từ bỏ không mua mbb đây chẳng hạn anh chị từ bỏ chị chờ qua tết mua thì có phải chị đã trên là năm sáu trăm không giờ đây qua nói thiệt với anh chị nha t0 t1 theo anh chị ngày mai t2.5 phiên giao dịch cuối cùng nó có bùng nổ chạy tiếp không tỷ lệ rất cao và khi nó bùng nổ chạy tiếp thì có phải qua tới anh chị mua ra đây không không ừ, rồi anh chị đã từ bỏ cái đoạn quá dài ví dụ bên mình mua ở đây đi anh chị mà còn cầm tới bây giờ đi lên tiếp lên thêm bốn năm đi anh chị lời nhiều trăm anh chị lời hai chục trăm đó trời đất ơi hai chục trăm trong giai đoạn thị trường này được bao nhiêu người có hiểm lắm hả không hay là con rvr có nhiều anh chị đã lựa chọn bán chút lời hết rồi đó, ừ, chút lời hết nghỉ tết rồi điểm mua chúng ta tại đây điểm mua gia tăng tại đây thì nếu mà tại điểm dưới đây lên đây anh chị trong phiên có lúc lời được nhiêu 18 19 phần trăm Tại đây lên đây có lúc anh chị lời được nhiều Lời được 15-16% Thì chị cứ tưởng tượng nếu anh chị từ bỏ anh chị không ăn nó ờ, Anh chị từ bỏ anh chị nói thôi chút sớm nghỉ Tết Thì ví dụ ngày mai nó tăng tiếp lên 27-28 ờ, Qua Tết cái nó chịt xuống Thì anh chị vừa nhảy vô anh chị lỗ luôn Lỗ ờ, luôn Trong khi ở đây chúng ta hãy tận dụng cố gắng ăn nó ờ, Ăn nó để chi để qua Tết thì chúng ta Ok chúng ta gì Ít nhất là chúng ta đã có một khoản lợi nhuận lớn thì chúng ta sẽ chấp nhận được một số pha lỗ nếu lợi như có. Đó, ờ, chị phải lưu ý điều đó. Tại đầu tư chúng ta đâu bao giờ có thể đảm bảo là chúng ta lời đó làm gì có đảm bảo lời được và lỗ vẫn sẽ có lỗ nhưng mà phải có những cái pha ăn như thế này để chúng ta bù lại những cái lúc bệnh lỗ Chị lưu ý điều đó nha và lỗ thì lỗ ít đúng là lỗ ít đó nhưng mà còn hơn là gì không có lời rồi bắt lỗ nha đó chị lưu ý điều đó thì chúng ta phải tận dụng được trong cái đà tăng đó, thì đương nhiên khi mà quan chia sẻ với anh chị ở những video trước á trên kênh nè ông thì qua có nói với anh chị là chiến lược đề ra nè nhất là cái video chiến lược đề ra và có nói với anh chị về cái số lượng mã là nắm giữ À, tỷ lệ chia tài khoản giữa ngân hàng và các midcap blue chip như thế nào. Anh chị có thể coi những video trước anh chị đã biết rồi. ba ngàn năm anh chị coi ở cái video cách đây 3 ngày chẳng hạn. Đó thì trong những video quan hay nói với anh chị về việc cái việc mình chia 5% ngân hàng và 50% các nhóm còn lại không. Đó thì trong video này qua không có đề cập tới yếu tố đó. Đúng chúng ta sẽ tận dụng nhưng chúng ta tận dụng phải đúng gì? đúng quy tắc nghe lời nha thì cái này là qua chị nói lại thôi cái này là một cái mảng khác tại vì một những cái chiến lược đầu tư á nó sẽ là một cái gì rất là lớn chứ chúng ta không thể nói là một trong hai ba cái được à, một trong một video nói hết là không hề rồi cuối cùng việc cuối cùng đó là gì đó là phân tích các cổ phiếu trong danh mục đó là các cổ phiếu bên mình đang nắm giữ tiêu biểu xu thế điểm vận động dòng tiền điểm tốt xấu rồi không thì đó là cái, cái cái nội dung cuối hôm nay đây là danh mục bên mình đang nắm giữ hiển nhiên sẽ có một số cổ mà gì qua đã kêu bán nhưng qua vẫn sẽ nói lại cho anh chị có giữ đi Đầu tiên con đi gờ chúng ta còn 50 trăm hàng Hôm nay nó hôm qua qua kêu bán 50 trăm đây nè Đáng lẽ phải bán cây này phải không Đó nhưng mà nó tưởng là nó tăng tiếp Tới chúng ra gì Kỳ vọng đó Kỳ vọng sau hất vọng đúng không Thì bây giờ bên đây hôm qua qua kia bán 50 trăm rồi Hôm nay đánh lên cũng không lên được Thì nếu con này ngày mai có giá xanh hôm Qua sẽ báo chị mình hót hết hàng Coi như chút lời nhẹ Ví dụ anh chị mình mua từ ở điểm này Lên đây chị sẽ lời được khoảng bao nhiêu trăm Lời được khoảng 900 và từ cái khúc ngay đây mà chị mua lên thì chị lời cũng được khoảng là nhiêu 400 an ủi đây là cái danh sách nè cái danh sách cổ phiếu bên mình đang nắm giữ đây cái này thì dẫn cho chị mình coi bình thường mà đây chị thấy không à, cái câu đó đất xanh thì quyền mua thì không có đụng tới rồi chừng nào hàng về tính đi gần không đang lời 800 nè tiên phong banh lời 300 phát đạt 800 900 không ai lời 400 hôm nay là chúc lời 450 trăm hàng nè à, banh là coi như hòa à, một lưu g 10 trăm 11 trăm à, bb là 12 trăm rvr 17 trăm chẳng hạn đó, oh, CTG là lợi 10 đó thì một số cổ phiếu ACB là 700 chẳng hạn ở đây danh mục bên mình trong giai đoạn này thì bây giờ phân tích nha đó thì quay lại cái câu đi ta còn 50 trăm hàng thôi thì ngày mai chúng ta sẽ bán hết con này chúng ta sẽ rút luôn để chúng ta trừ cái slot ra Trừ cái slot cổ phiếu ra để đi mua con khác thì qua đánh giá ngày mai mình sẽ cho anh chị mình hai con trong giai đoạn này đang có dòng tiền đi vào mạnh mà, mà nó chưa tăng hoặc là nó hay có cái xu thế xuống thì nó sẽ lên thì chúng ta sẽ đánh nó để cầm qua tết nha con này thì bây giờ kỳ vọng thất bại mấy lần rồi thì cũng đang có lời thôi ra hết rút quân nha Ngày mai có tiên phong banh Tiên phong banh ở đây thì sao à, Chỉ thấy trong xu thế hiện tại nó đang bị bán rất mạnh à, Ai bán nước ngoài bán nha. Ai bán là nước ngoài bán Đây chị có thể thấy đây nè à, Nước ngoài đây đang xả có tiên phong banh Ở đây là xả bao nhiêu rồi à, Xả cái hàng tiên phong banh mình cầm chứ Đâu rồi nó mất tiêu của tiên phong banh rồi Đây xả 55 tỷ 55 tỷ rồi Mà con này chỉ biết là hổng ra nó xả bao nhiêu không 200 tỷ trong những cái phiên này nó xả 200 tỷ nó dẫn đến con này rụng lắc nhưng mà anh chị có thấy một điều không tiền nó vào nè tiền nó vào tiền nó vào nó có hót ra không? không hề hót ra sau đó xuống đây bán tháo nó cũng đâu có bán háo ra đâu phải không hôm qua nó còn vét lên nữa nè và đây cũng tương tự là bán vào rất mạnh nè không? rủ xuống không khối lượng nó lên đó thì con này nếu anh chị nhìn chặt ngày chị sẽ không thấy rõ như anh chị nhìn chặt tuần thì sao có phải chặt tuần ở đây vẫn là ok không? vẫn bảo toàn được trên mọi thứ tốt hơn rủ xuống ba cây hồi lại tạo cặp đến thì chỗ này tiên phong nếu anh chị nghĩ nó vượt 19 thì sao nếu con này vượt 19 thì sao? Đây có phải là cái cốc không? Đây nó phải là cái tay cầm không? Điểm xác nhận dòng tiền vào tại đây không? Chỉ cần vượt 19 với một thanh khoản lớn thì con này có thể có giá bao nhiêu? Nếu mà đây là cái cốc, oh, đây là cái cốc thì nó sẽ lên bao nhiêu? Nó sẽ lên 24, 25 là bao nhiêu trăm? Anh chị đo thử đi. À, 30 trăm là chị bức. Ừ, không đây. Anh chị thấy con này hồi xưa nó tăng không? Nó tăng rất là quyết liệt chứ bộ vậy à, nên cái con này hiện tại chị mình có hàng cứ giữ bình thường à, cái gì bình thường và mua hiếm như thế nào hoặc mua mới thì con này hiện tại đã đang rung lắc cái cây hôm nay rung lắc và hấp thụ là bình thường vì hôm nay nhà tư nước ngoài bán mạnh là thứ nhất nè và cái gì nữa và nhà tư trong nước chúng ta chán nản bán ra nữa thì con này sẽ có cái điểm xác nhận vào ngày mai cho anh chị đó là 19.4 nếu con này ngày mai vượt qua 19.4 thì anh chị có thể mở mua hiệp tại vì khi vượt qua 19.4 nó sẽ gì nó sẽ có cái khoảng trống chân trời ở đây thì xác sức nó chạy lên lại cái giá 19 rất là cao 18.4 chứ nhầm à, chạy lên lại đỉnh cụ có thể sẽ rung lắc với nhịp sau sẽ chạy lên 20 đó thành ra con này ngày mai vượt 18.4 sẽ là cái điểm anh chị mua hiệp hẹt hoặc mua mới cũng ok còn bây giờ dưới đây nếu mà có giá đỏ anh chị muốn gom trước thì anh chị gom 3 trăm red out là bắt đầu gia tăng hoặc mua full luôn Nga, lưu ý với tiền phòng banh nha rồi tiếp tục SHB con này thì qua đã báo anh chị hot hết ở đây rồi Tuy nhiên có vài anh chị bán không kịp thì chúng ta sẽ nói như thế nào trong phiên hôm nay. Tức là bên mình bán rồi. Nhưng vài anh chị kẹt lại vì không kịp tay cộng hoặc là gì, hoặc là hàng chưa về. Không, kịp tay cộng nào hoặc là khâu bận chưa bán kịp thì anh chị còn cầm. Thì bây giờ xuống tới đây nè, hôm qua đã đã hồi, hôm nay bị cái tình trạng đàn có ít bán. Ảnh hưởng qua những thanh khoản anh chị thấy hôm nay nó tụt 1 phần 2. Hôm trước nó giao dịch là 38 triệu, 38 triệu mà hôm qua giao dịch có 17 triệu. Hôm nay chứ 17 triệu thôi thì chỉ giao dịch 17 triệu mà bán như thế này quả đánh giá là đang đánh tâm lý thôi con này không mất 114 hoặc là 113 thì chị cứ giữ hoặc đánh giá khả năng nó vẫn là lên 12 cho chị mình bán sau nha nên chị cứ giữ bình thường nay con này nó giống con VND cái đoạn này nè à, nè chị ấy nè đâu có nghĩa nó không rơi lại đâu nè nó hồi hồi vài phiên nó rơi lại bình thường à, nhưng mà tỷ lệ nó giật sẽ đi lên miệng nó không đánh lục đáy là được à, miệng nó không đánh lục đáy là được nên chị mà cầm ở thấp thì cái án kiên nhẫn chờ thêm một hai phiên cho nó lên được ok không rồi tiếp tục là gì? Con SSI hôm nay qua cũng báo bán 1 phần 2 hàng rồi. Trên giá 35, ba mươi gì đó. Thì anh chị mình có hàng còn 50 trăm thì sẽ có hai trường hợp. Một là nó rủ lại. Thì chúng ta sẽ canh cover lại. Nếu nó ok thì nó lên lại một tiếp. Hay là chúng ta chỉ giữ 50 trăm hàng đó cầm qua Tết. Nếu mà nó chưa đi ngang ngay đây. Tại vì đi ngang mà kẹt kẹt như thế này dễ rủ một cái rồi mới lên lắm nha. Rồi tiếp tục là gì? Con cổ phiếu kế tiếp là con phát đạt. Phát đạt thì chúng ta vẫn đang nắm giữ full tỷ trọng. Chưa có bán. Giá vốn năm ngàn đây tại từ đây lên đây thì trong phiên có lúc lời được 900 phải không? 90 10, thì nói chung là con này chị cứ giữ đi và chúng ta sẽ kỳ vọng cả 31 sẽ chốt lời lần 1, 33 chốt giờ lần 2. Đây cũng có vài cây dòng tiền lớn vào nên hành ra kỳ vọng của Quang là nó vẫn có thể kéo tiếp để chúng ta coi lời gặp lại thôi. Còn con này mà khi nào mua lại Quang sẽ báo anh chị. Và Quang hay nói với anh chị là chúng ta so sánh giữa Phát Đạt và Novaland thì chúng ta nên chọn con nào. Luôn luôn anh chị hãy chọn con Phát Đạt đừng chọn con Novaland vì novaland đánh theo tin quá nhiều và lượng lớn nhà đầu tư cá nhân á, ở bên ngoài ta cầm rất là đông ừ, hai vì vậy anh chị hãy đầu tư câu phát đạt và đánh giá tỷ lệ thành công anh chị luôn luôn cao hơn vì phát đạt tăng thì novaland tăng ừ, nhưng phát đạt lên ok hơn phát đạt lên thì lên được hơn còn novaland thì tỷ lệ xịt rất cao và khi phát đạt gãy chưa chắc là gì gì à, nhầm nhầm khi novaland gãy chưa chắc phát đạt đã gãy đúng không bây giờ anh chị thấy là phát đạt vẫn tăng đi ngang tăng tiếp phải không nhưng mà anh chị thấy rõ ràng là novaland bên đây là gì gãy 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 đúng không đó thì nó khác nhau rất là nhiều nha yeah. đó là sự so sánh nhỏ đây thôi tiếp tục chúng ta sẽ nói với VB Bank VB Bank thì đây là có cây khối lượng bé xuống rồi T0 nè T1 T2.5 vậy có phải chứng tỏ toàn bộ anh chị nhà tư mua tại cây này là đang chị điều chốt lời được bao nhiêu trăm trong nay hôm nay đỉnh cao là anh chị chốt lời được 300 mà không ngon ngon chứ với một con ngân hàng mà dịch cao thì con này chị lưu ý nha ngày mai xác nhận vượt qua 19.5 có thể mở mua hiêm gọi là đi ngang đây vài phiên vượt 19.5 là mở mua him con này mà vượt được 19 năm qua đánh giá sẽ có giá 21 tới 22 Tại vì nhịp này là nhịp rũ với khối lượng này cũng ok Thì nếu mà nó xác nhận được thì toàn bộ nhà tư đây là bán mất hàng Đó là VB Bank nha Mua mới thì đương nhiên phải chờ vượt 19 năm Hoặc là g một ít vượt 19 năm mua gia tăng Rồi mập lưu hôm nay có nhịp rung lắc rất là mạnh hơn khối lượng hấp Cái chỗ rung lắc khối lượng hấp mà mạnh như thế này qua đánh giá là bình thường và đẹp Chỉ có một điểm đó là hôm nay nhiều anh chị hỏi qua mua được không em qua nói với anh chị là nếu hôm nay chị chọn mua một anh chị mua dưới 47 và chị chấp nhận rủi ro có thể nó sẽ rủ về 46 lại ở dưới 46 lại chị sẽ lỗ nhẹ vì cái vùng này sẽ là vùng 50 50. Ví dụ như Quang nói với anh chị mình nên mua con phát mập lưu này đâu? Có phải là mua đây không? Quanh 44. Mua đâu? Mua đây quanh 41 thì là những cái điểm chân rũ bỏ rung lắc tại trendline tại MA20. Ok chúng ta sẽ mua rất ngọt ngào. Tức là chị chỉnh là để mua, à, chỉnh là để mua. Ở đây có một cái ý qua nói với anh chị hôm nay nè. Ừ, nhiều anh chị hỏi qua tại sao hôm nay không tư vấn mua gì cả đây thì qua nói với anh chị nè mấy hôm trước mua quá mua hả mua lúc chỉnh thì mua lúc đạp mạnh rung lắc lúc đó anh chị cũng bảo là sao mua nhiều quá không thì nó giờ nó nổ tăng ta chỉ ngồi xem cứ không mua là gì vì vậy đó à hả? mua khi chỉnh bán khi sung hoặc cộng lại đó là cái hôm nay qua nói với anh chị tính ra mấy phiên chỉnh tuần trước ai hỏi gì thì qua cũng nói là xem xét gom hoảng loạn hoặc là mua được hả? gom hoảng loạn hoặc mua được xác nhận thì mua full thì giờ nói chung ngoài ngắm ta à, mua ta gì cho mã tăng ngoài ngắm cho mã tăng thì cái gì cũng khó đúng không? đó chị hay đúng không? đây là hôm nay qua nói với chị cái ý này nè không? hoặc là hôm qua cũng hồi sáng này cũng nói với chị là nếu không vi phạm thì cứ bỏ đó nuôi nắm dự nếu có lại tốt thì chị có thể tự chốt lại, hoặc là chán thì đảo qua con khác khi nó có điểm mua đó thì đó là những cái ý qua nói thì đây nè cũng tương tự mua khi nó gì mua khi nó chán nè phải không? và bán khi nó sung nè bây giờ lên đây đi mua thì rõ ràng chúng ta sẽ có cái rủi ro là nó đủ xuống tại vì đâu phải đi mua đâu. Thì con này qua dẫn kỳ vọng là 49,50 với cái việc test lại vùng nền bên trái anh chị có hàng cứ giữ bình thường nha. Yeah. Đó thì cái điểm này quá muốn giải hết với anh chị. không à, tại sao dưới đây anh chị không mua? Vì lúc phải nó đạp dưới đây thậm chí có mũi tên báo bán không? Lúc đó anh chị sẽ gì? Anh chị sẽ sợ, ai cũng vậy thôi, không? không sợ mới lạ. Đó, à, nhưng mà rõ ràng đó là gì? Đó là những cái nơi mua rất ok. Đó, à, đó thì qua nói với anh chị nha, Lần sau rút kinh nghiệm. Rồi tiếp tục là gì? Ma San Con này hôm nay có mấy anh chị hỏi qua mua không? và nói với chị là không mua tại vì sao tại vì thật sự khối lượng đang qua đánh giá không đẹp lắm nó không thật sự bé như khối lượng bên đây nó không thật sự bé và nó cũng không thật sự đi lên được thì con này chỉ cần mất 64.4 chúng ta bán hết Cắt lộ còn nếu mà nó red qua giá 66 thì mình mới mua gia tăng nha red qua được 66 thì mới mua một lệnh gia tăng hoặc đánh tay cộng với target là 70 chừng nào nó làm được đi thì tính còn bây giờ qua khuyến nghị chị là nên để ý nó đợi nó vi phạm thì bán và chạy ngay lập tức ra ba phiên rồi đánh giá phải phiên thứ tư là ngày mai có kết quả đó gãy hoặc lên thì chúng ta sẽ canh rồi tiếp tục mbb cộng lãi thôi xác sức mai kéo tiếp mai kéo tiếp thì ta ghét khoảng 24 năm tới 25 chút lời nha chút lời bớt một phần hai rủ xuống mua lại không có bỏ những con này sẽ đầu tư lâu dài trên những cổ phiếu mbb à, tương tự là gì rvr bỏ không, không bỏ không lên khoảng 27 lên khoảng 27 nha từ giá gốc lên khoảng 27 thì chúng ta sẽ chốt lời lần một khoảng 25 20 phần trăm vào cái giá vốn ví dụ giá vốn đây là 20 thì giá vốn đây là 25 phần tiền lời chốt 1 phần 2, rủ xuống mua lại, nhịp sau tiếp tục là 30. Nói chung vẫn kỳ vọng dài, không có đánh ngắn dòng tiền vào cuồng cụ. Anh chị chốt bao nhiêu nó mua hết, đúng không? Rồi tiếp tục CTG cũng giống vậy, khoảng giá ba mươi mấy, 38 chúng ta sẽ chốt lời, 37, 38 sẽ chốt lời lần 1. Sau đó rủ số chúng ta mua lại và kỳ vọng dẫn xe ra đánh dài. Những cái con này quá chị lướt nhanh qua thôi vì chúng ta chỉ gồng lại. Đó. Đương nhiên những anh chị mà cần tư vấn những cái điểm mua những con này thì bây giờ chúng ta đã mít cái nhịp mua ở đây quá đẹp rồi thì chúng ta phải chờ cái nhịp kế tiếp thì nếu anh chị muốn thấy cái phương pháp bên quan này giờ hướng dẫn anh chị á mua khi chán bán khi sung mua heo VSA mua heo tâm lý dòng tiền chẳng hạn suy luận cổ phiếu một cái đồ thị dòng tiền vô nghĩa hành đồ thị dòng tiền gì có nghĩa thì anh chị cứ gì liên hệ trực tiếp với trợ lý như hảo của quan nha trợ lý như hảo ở trong nhóm cộng đồng hoặc là trợ lý như hảo trên đây có số điện thoại nè trợ lý sẽ tư vấn và hướng dẫn anh chị cái hữu tục chuyển về cộng đồng hành với quan không có mất phí giao dịch gì cả Mình lưu ý nha rồi đó là sẽ TG, tiếp tục lãi bt cũng đang chờ nó chỉnh. Chúng ta đang có hàng ngay đây nè, 98, hiện tại là 104, lại được 6 giá rồi, 6k trên một cổ phiếu rồi. Thì nếu nó tăng tiếp thì lên 108 chút lời, đủ xuống mua lại, dịp tiếp tiếp là 114. Tuy nhiên dòng tiền đã vào thì chúng ta vẫn sẽ đánh dài với con này. không lại chờ cây này thì nó vào rồi, cứ đánh thôi. Đó, 2 phần 3 tiền, chỉ là con này 2 phần 3 hàng, chỉ là nó không chỉnh để chúng ta mua hiệp thì chỉ có cứ cầm nha. ACB, tương tự thôi, giá vốn nằm ngay đúng cái điểm này luôn không, Đúng điểm chân sống luôn, đó ừ, thì anh chị cứ cầm đi target qua kỳ vọng là 29 năm tới 30 thì chốt lời lần 1 rủ xuống mua lại nhịp sau tiếp tục đánh lên nói chung những con này vẫn sẽ kỳ vọng dài chứ không kỳ vọng ngắn à, đương nhiên chúng ta sẽ đánh lưng phiên và đi theo dòng tiền HAH à con này đã tăng liên tục dòng tiền và tốt phải không nhưng ngày mai hàng về nhưng mai hàng mình về là lời được 400 rồi thì ngày mai hàng về qua đánh giá lời được 6 700 một cây trần á bung hàng và sẽ cân nhắc nếu ngày mai nó tăng mạnh lên chúng ta sẽ chốt lời 1 phần 2 rủ xuống mua lại nhịp sau kỳ vọng 45 anh chị lưu ý nha Nói chung là những con này khá là ok Nam kim con cuối cùng vẫn đang đi trong cái kênh xu thế này chưa có gì khác biệt phải không chúng ta đang canh gom điểm nào điểm cuối xu thế điểm cuối đây Điểm cần anh chị lưu ý nha con này chỉ cần mất 24 cắt lộ tức là chúng ta mua tại những cái cây ngay đây lộ xuống là cắt lì tức là lỗ 100. ngược lại nếu chúng ta thành công theo kênh xu thế này con này sẽ lên được khoảng 26 năm 27 nào lên đây chút lời nhưng anh chị có hàng nó lưu ý 24.7 cổ phiếu Red Hour qua 24.7 mua gia tăng hoặc chưa có hẹn mua mới luôn target là 26 năm tới 27 thì chốt ra lưu ý nha đó là cổ phiếu cuối cùng bên mình tổng là 15 mã với danh mục này ờ, với cái danh mục này thì qua dẫn theo sát với anh chị hàng ngày trong phiên nếu anh chị mà đầu tư những con này cứ an tâm có gì qua sẽ báo anh chị trong phiên hiển nhiên rồi với những cái trường hợp như CT qua có báo anh chị gì trong buổi sáng Là là chúng ta bán giá xanh hôm nay nó hồi lên lại cũng ngang cái giá qua mới bán thôi chứ có khác gì đâu Tuy nhiên nếu anh chị mà còn cầm thì con này nếu không quay xuống lũng 64 thì cứ cầm. Nếu anh chị còn cầm nha. Còn ví dụ trường hợp chúng ta có quay trở lại mã này không thì chắc chắn nếu nó lên được 68 trở lên. Chỗ này chúng ta sẽ chấp nhận mua lại hàng. Vượt 70 chúng ta sẽ mua cao luôn. Ờ, với target là 80. Tại vì đây là một nhịp Supreme Qua có giải thích với anh chị giống con HAH đó. Nè con HAH nè. Nếu nó làm được vậy chấp nhận chơi lại. Còn nếu nó không làm được thôi. Nếu nó không làm được thì thôi. Rồi. Hoặc là ngày mai sẽ có hai con để cân nhắc anh chị có thể mua hay không rồi thì đó là danh mục bên mình nha hôm nay thì tư vấn anh chị để anh chị có những quyết định trong ngày mai là ngày gì ngày giao dịch cuối cùng à, cuối cùng trước nghỉ tết thì anh chị có quyết định nha thì đó là phân tích về thị trường của quen nói chung qua những view về cái thị trường này sẽ đi lên chứ không có view đi xuống nhưng mà sao chúng ta phải hợp lý nha ví dụ lên cao quá đó chị là cẩn thận thì khi chỉnh qua báo anh chị mua thì bây giờ lên tiếp thì còn tùy trường hợp nhưng mà đa phần thì chúng ta chỉ giữ thôi chứ đâu có làm gì khác phải không lên cao chúng ta lại chốt rủ xuống chúng ta lại mua lên chúng ta lại chốt phải đánh cho nó nhùng nhuyễn cho nó gì luân phiên cho nó hợp lý để tránh hớ ví dụ hôm nay anh chị mua mạnh anh chị đua lệnh có phải hớ không đó thì nó giống như cái video gì ưu điểm nhược điểm các phương pháp đầu tư chứng khoán mà đã nói với anh chị hôm uh, hai ngày trước nè no. rồi hôm nay video bản tin mình tới đây là kết thúc anh chị có câu hỏi hắc mắc hoặc là cần trao đổi thêm cứ liên tin với Quang. hoặc là hẹn anh chị trong 9 giờ tối nay trong buổi livestream à, chúng ta livestream hai bữa nữa chúng ta mới tết nha livestream nè, thì anh chị có thể lên đặt câu hỏi về cổ phiếu bên mình đang nắm giữ. Đúng không? anh chị đang nắm giữ qua sẽ tư vấn phân tích anh chị theo phương pháp VSA này. Rồi ok, xin chào anh chị nhau tư. Chúc anh chị một buổi tối 27 Tết vui vẻ và mát mẻ bên gia đình. Xin chào anh chị.